Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Apple Channel Hùng Review đây. Và ngày hôm nay thì mình đang có ở đây là Redmi K50 Gaming. Đây là một con máy mà mình thấy rằng là nó có khá là nhiều vấn đề. Và vấn đề nó nằm ở đâu, cũng như là chúng ta có nên mua chiếc máy này để chơi game hay không, thì ngay bây giờ các bạn hãy cùng mình bắt đầu video để đánh giá về em Redmi K50 Gaming này nhá. Ok, trước khi bắt đầu video thì nếu bạn nào quan tâm về cái sản phẩm Redmi K50 Gaming này với mức giá tốt nhất thì có thể tham khảo ngay tại cửa hàng Lê Quân Mobile thông qua đường link ở phần mô tả video. Mình nhớ không nhầm là hiện tại ở Lê Quân Mobile đang bán phiên bản thấp nhất của K50 Gaming đâu đó loanh quanh khoảng tầm hơn 11 triệu các bạn ạ. Và khi các bạn đến Lê Quân Mobile đọc pass là bạn FA Channel thì sẽ được giảm giá thêm 150.000. Còn bây giờ thì ạ, đập hộp thôi. Ok, đây là hộp của K50 Gaming. Nhìn chung thì nó không khác nhiều so với K40 Gaming đâu các bạn ạ. Tuy nhiên thì cái mức giá của nó khác biệt quá nhiều luôn. Một bên thì chỉ có hơn 7 triệu, còn một bên là hơn 11 triệu. Như vậy là cách biệt ở đây khoảng tầm là 4-5 triệu bạc rồi. Đó. Và về phần vỏ hộp ấy thì các bạn sẽ có họa tiết vân carbon này, K50 ở đây, Redmi và những cái thông tin, những cái spec cực kỳ là căng của em này. Ví dụ như là Dolby Atmos này, Soundbar JBL này, một vài cái thông tin của nó ở phần mặt sau như là phiên bản 8/128 là phiên bản thấp nhất của em nó. Mình nghĩ rằng là với phiên bản 8/128 thì đã quá đủ để có thể là chơi game rồi. Và các bạn có thể để ý là khi chúng ta mở ra thì nó bảo ở đây là high energy, kiểu là một cái sức mạnh rất là lớn ở bên trong. Ok, còn về cái phần phụ kiện bên trong ấy thì với những bài mà hộp của những kênh khác thì chắc chắn các bạn đã coi. Các bạn sẽ có quay chọc SIM này, ốp lưng này. Và với con này thì phụ kiện của nó thì cũng gần như là đầy đủ, giống như là mọi dòng sản phẩm của nhà Xiaomi khác thôi, cũng không cần phải đánh giá quá nhiều đâu. Các bạn sẽ có một cái củ sạc 120W gọi là to khủng khiếp của nhà Xiaomi ở đây, tại vì bên trong này nó tích hợp rất là nhiều cái công nghệ để có thể là sạc được nhanh như vậy. Còn nói về phần cáp sạc ấy thì mình thấy rằng là có một cái chút hay ho là cái sợi dây cáp của nó, cái đầu khi mà kết nối vào điện thoại sẽ là góc chữ L, như vậy khi mà chúng ta chơi game thì nó sẽ đỡ bị vướng hơn. Dây cáp này nhìn chung là một sợi cáp mà mình đánh giá rằng là chất lượng. Ok, còn bây giờ thì các bạn hãy cùng mình quay trở lại với K50 Gaming để xem là con điện thoại này có gì thú vị. Điểm đánh giá đầu tiên của mình về một con điện thoại gaming ấy, thì đó chắc chắn là về phần thiết kế. Thì em Redmi K50 Gaming nó cũng gần giống như là K40 Gaming. Nó sẽ thiết kế theo cái kiểu điện thoại phổ thông hơn, chứ không phải là theo cái kiểu điện thoại gaming dài và to nặng như kiểu là những con Red Magic này, hay là những con như là Black Shark, hay là những con ví dụ như là ROG Phone chẳng hạn. Về thiết kế mặt sau ấy thì Redmi K50 Gaming sẽ có một cái bề mặt lưng được làm từ chất liệu lợp kính, và chúng ta sẽ có tổng thể mình đã có ở đây là phiên bản màu bạc, nhìn cũng rất là đẹp. Sẽ có những cái họa tiết và có cái đường gân ở phần mặt sau tạo nên cái nét gaming của con này. Và cụm camera của Redmi K50 Gaming ấy thì mình thấy nó rất giống K40 Gaming, đèn flash tia chớp này, cụm 3 camera ở phần mặt sau cùng thông số luôn là camera chính 64 chấm. Các bạn cũng sẽ có camera góc rộng với số chấm là 8. Các bạn sẽ có camera macro là 2. Về cụm camera này thì nó quay được video 4K 60fps. Nhìn chung là đánh giá về phần camera trên một con điện thoại gaming thì chúng ta nên bỏ qua. Cụm camera này cũng có cái hay là có đèn LED thông báo khi mà chúng ta sử dụng. Còn nói về cái phần viền của con K50 Gaming ấy thì mình thấy rằng là hoàn thiện con này thì gọi là quá chắc chắn luôn, cầm rất là đầm tay và phần viền của nó rất là cứng khi được làm từ chất liệu là nhôm này. Và chúng ta sẽ có những cái phím điều hướng, phím gọi là sao nhỉ, những cái phím mà mình thấy rằng là bố trí ở cái rất là hợp lý luôn. Ví dụ như là bên phải phím nguồn tích hợp vân tay, bên trái có tăng giảm âm lượng. Và các bạn có thể thấy độ cao của cái phần phím này, ví dụ như phím nguồn này, nó rất là vừa tay luôn đấy các bạn ạ. Bấm một phát là dính ngay ở phần phải, không cần phải với lên quá nhiều. Bên cạnh trái tăng giảm âm lượng này các bạn thấy không, mình với một phát là tới luôn, chúng ta sẽ không gặp khó khăn khi mà dùng. Nói về cảm giác cầm nắm của em này, khi mà cầm ngang để mà chơi game thì mình thấy nó vẫn hơi bị cấn nhẹ. Chắc là do cái phần viền này nó hơi bị dày. Đó, nếu như mà Xiaomi bo cong cái phần viền này tốt hơn một tí xíu nữa khi mà chúng ta cầm vào tay như thế này thì nó sẽ đỡ bị vướng hơn, đỡ bị cấn hơn. Nhưng mà nhìn chung á, là cảm giác cầm nắm của em này nó cũng đã tốt hơn rất là nhiều so với những con điện thoại thuần gaming rồi. Và các bạn sẽ có ở đây là E-Trigger, phím cứng để giúp chúng ta có thể chơi game một cách tốt hơn. Thì cái này mình chút nữa mình sẽ nói sau nhé. Còn về những cái điểm khác ấy thì con này có loa kép này, rồi có jack cắm Type-C để có thể sạc này. Và loa kép của em này thì loa kép được tinh chỉnh bởi JBL. Mình rất là thích cái kiểu đặt loa kép của con K50 Gaming, vì với cái kiểu đặt loa kép này, cầm mà để chơi game ấy, không bao giờ bị vướng ở bên phải và không bao giờ bị vướng ở cái phần bên trái. Nhưng mà cái điểm mình chê là các bạn có thể nhìn thấy cái thiết kế của cụm loa kép trên video này, nó hơi bị to. Và điều này khi mà chúng ta dùng trong thời gian dài
thì sẽ hơi khó vệ sinh và có thể là sẽ dính những cái hạt bụi lớn, hạt cát nó sẽ dính vào đây. Nên là mình vẫn thích cái kiểu thiết kế loa có nhiều lỗ nhỏ hơn. Như vậy thì nó sẽ bảo vệ cái cụm loa bên trong một cách tốt hơn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đến với phần màn hình. Em này nói về khoản màn hình thì cũng không cần phải thông tin thêm các bạn quá nhiều. Màn hình của nó là một trong những màn hình gần như tốt nhất trong tầm giá các bạn phải tìm được. Chúng ta sẽ có tấm nền OLED kích thước 6,7 inch, độ phân giải Full HD Plus. Con này có HDR10 Plus này, con này có 1 tỷ màu này, con này độ sáng rất cao 800 nit này. Rồi cũng như là nó sẽ có 120Hz. Thực sự ấy, có rất nhiều các bạn quan tâm về cái màn hình tần số quét cao, ví dụ như 144Hz, 165Hz các kiểu đúng không? Nhưng mà mình nghĩ rằng là đối với một con điện thoại gaming 120Hz là đủ rồi. Tại sao mình lại nói như vậy? Tại vì gần như tất cả những cái tựa game bây giờ nó support tối đa cũng chỉ là 120Hz thôi. Vậy thì anh em cần một cái màn hình quá căng để làm cái gì? Đấy, đường ở Việt Nam thì chỉ cho chạy khoảng tầm 100km/h, mà anh em mua con xe max speed của nó khoảng tầm là 500-700km/h thì nó hơi bị quá và chúng ta cũng không thể làm dùng hết được cái sức mạnh của nó. Đó, nên là về cái khoản màn hình này thì mình thấy rằng là đủ dùng rồi. Viền màn hình của con K50 Gaming thì nó rất đều. Xem ở ngay cái nền trắng thì các bạn đã thấy rồi. Đó, camera selfie đục lỗ thì cũng rất bé, không ảnh hưởng quá nhiều đến phải trải nghiệm chơi game của chúng ta. Nói chung á, là về phần màn hình thì mình đánh giá rằng là quá ok. Đi sâu hơn vào bên trong thì với con K50 Gaming hiện tại chưa có ROM tiếng Việt và cài Google Play Store thì chúng ta cũng phải cài bằng cơm. Nó không có thể nào mà có chế độ tự động cài Google Play Store, nên là khi mà mua chiếc máy này thì các bạn sẽ hơi lòng vòng một tí xíu. Và con này thì đương nhiên nó vẫn có rất là nhiều các app tàu ở trong này. Mình đã gỡ ra bớt rồi. Nếu mà tính ra sơ sơ cũng phải tầm hai mấy ba chục app. Đó, thì với những cái app mà chúng ta có thể gỡ ra một cách rất là ngon lành, chẳng có không có bất cứ một vấn đề nào cả. Cái vấn đề quan trọng nhất đó chính là nó bị không có tiếng Việt thôi. Đó, còn lại tất cả mọi thứ thì đều ngon. Về những cái tính năng của nó thì cũng chẳng khác gì so với những chiếc máy Xiaomi quốc tế đâu. Tất cả thì cũng đều được tùy biến trên nền MIUI 13. Và phiên bản Android đang chạy trên chiếc máy này sẽ là phiên bản Android 12 nha các bạn. Cũng là một cái phiên bản rất mới. Nói chung á, là về phần mềm thì mình thấy rằng là với phiên bản nội địa nó sẽ tấu hóa tốt hơn một chút so với phiên bản quốc tế, là có thể là nó sẽ ít bị trễ thông báo hơn. Rồi cũng như là những cái tính năng tấu hóa phần mềm ở trong phiên bản nội địa thì mình thấy cũng ngon một tí so với phiên bản quốc tế. Bây giờ thì mình sẽ đến với yếu tố đó là về cái quản lý cũng như là tối ưu gaming nhá. Em này thì sẽ có chế độ đó là Game Space hay còn gọi là Game Turbo trên những con điện thoại đến từ nhà Xiaomi. Thì mình thấy rằng là cái Game Space này thì nó cũng cho chúng ta tùy chỉnh khá là nhiều. Ví dụ như là chỉnh được performance, chỉnh được hiệu năng, và chúng ta có thể chỉnh được chế độ không làm phiền các kiểu ở đây. Thì gần như là với những con điện thoại có chế độ gaming thì đây là điều đương nhiên rồi. Đó, chúng ta có thể là tùy chỉnh được quay video màn hình, có thể tùy chỉnh được một số thứ, ví dụ như là GPU setting ở đây. Và các bạn có thể tùy chỉnh được cái shape power, là giảm hiệu năng hoặc là giúp cho tiết kiệm điện này, balance này, high quality để có thể búp cái đồ họa trong game. Và chúng ta còn có những chế độ ví dụ như là Pro Mode, rồi là Custom ở đây để điều chỉnh được những cái sensor, điều chỉnh được cái cảm ứng ở trên cái sản phẩm này. Nói chung là về chế độ gaming thì mình thấy rằng là nó cũng khá là nhiều thứ hay ho. Và nếu các bạn mua chiếc máy này thì có thể là bọc thêm nhé. Và với cái trigger vật lý này thì mình thấy rằng là nó cũng sẽ giúp ích được cho chúng ta rất là nhiều trong cái việc là chơi những tựa game FPS như kiểu là PUBG hay là Free Fire chẳng hạn. Đương nhiên á, là trải nghiệm chơi phím cứng thì nó luôn luôn sướng hơn là so với những con trigger vật lý các bạn ạ. Nhưng cái trigger này thì nó không ngon bằng trên Black Shark nha các bạn. Mình cũng không hiểu tại sao cái trigger này mình cảm giác là cái cảm giác bấm của nó kém hơn so với dòng Black Shark, nhưng mà vẫn ngon hơn rất nhiều so với cảm ứng rồi. Ok, còn đến với phần cấu hình thì đây sẽ là một cái sự nâng cấp cực kỳ mạnh giữa sản phẩm Redmi K40 Gaming và Redmi K50 Gaming. Khi mà K40 Gaming thì nó sẽ dùng con chip đến từ nhà MediaTek, còn K50 Gaming thì đây mới chính là một con gaming phone thực thụ, khi mà nó sẽ được trang bị con chip mạnh nhất đến từ Snapdragon, đến từ Qualcomm, đó là con chip Snapdragon 8 Gen 1. Và thật sự ấy, là con Snapdragon 8 Gen 1 đang có trên cái sản phẩm Redmi K50 Gaming thì gần như nó đã bung được hết cái sức mạnh bên trong của nó rồi. Thì mình có chấm qua phần mềm AnTuTu và mình có dùng một vài cái trick nhỏ để gọi là sao nhỉ, búp hiệu năng của em này, bằng cách là chúng ta sẽ bật cái chế độ đó là tăng hiệu năng ở trong cái phần pin này. Thì với cái phần tăng hiệu năng này nó sẽ giúp cho máy được gọi là sao nhỉ, búp nhiều sức mạnh hơn. Mình cũng đã bật luôn cái tính năng Game Space và thêm cái AnTuTu vào, thì con này được khoảng tầm là 987.834 điểm AnTuTu các bạn ạ. Và trong quá trình chấm AnTuTu ấy thì con này nó chênh lệch nhiệt độ đâu đó khoảng tầm là 89 độ gì đó. Đó, đây là cái mức nhiệt độ khi mà mình test trong phòng điều hòa nhé. Còn nếu như các bạn test trong cái điều kiện mà môi trường khoảng tầm 30 độ, 3 mấy độ thì cái mức nhiệt độ thực tế nó còn cao hơn. Và với cái số điểm là 987.000
thì mình thấy rằng là K50 Gaming cũng là một trong những con máy mà gần như có được cái điểm số cao và mạnh nhất trong thời điểm hiện tại. Mình check ở bên Rising ấy, thì mình thấy rằng là cái sản phẩm mà cao nhất trong thời điểm hiện tại đó là con Redmi Note 7 với số điểm là 1.042.000 điểm AnTu. Trong khi đó, đứng thứ tư đó là con Redmi K50 Gaming mình đang có ở đây. Nó chỉ thua là con Poco F4 GT và con Vivo X80 Pro mà thôi. Phải nói rằng là hiệu năng của con này nó rất là đỉnh các bạn ạ. Nhưng mà mình thấy rằng là Xiaomi và tất cả những thương hiệu mà làm điện thoại, họ chưa bung được hết sức mạnh của con Snapdragon 8 Gen 1 đâu. Có thể cái vấn đề nó nằm ở cái phần đó chính là nhiệt độ. Tại vì các bạn ấy, khi mà em này mình test game và mình đo nhiệt độ thì nó nóng lên khá là nhiều. Và với con K50 Gaming thì nó gặp một cái vấn đề là cái phần mặt sau của nó được làm từ chất liệu là kính này, khung viền kính. Và nó cũng không có một hệ thống tản nhiệt bằng quạt giống như là Red Magic. Nên là khi mà chúng ta cầm vào tay ấy, thì mình thấy rằng cái khả năng tỏa nhiệt ra ngoài hoặc là tản nhiệt ra ngoài của con K50 Gaming này nó rất là dữ dội. Khi mà mình cầm vào thì mình cảm giác là nó nóng và gây khó chịu luôn trong quá trình mình dùng, đặc biệt là phần xung quanh camera này, rồi phần cạnh viền này. Mình cứ tưởng rằng nó sẽ rơi vào khoảng tầm là 50 mấy độ hoặc là 60 độ, nhưng mà thực sự mình đo bằng máy ảnh nhiệt nhá, máy ảnh xịn luôn ấy, thì nó chỉ loanh quanh đâu đó khoảng tầm 43-44 thôi. Thì đây có thể là do cái vấn đề là chất liệu hoàn thiện của con K50 Gaming này nó được làm từ những chất liệu mà dẫn nhiệt tốt quá, nên là khi mà chúng ta cầm thì nó sẽ hơi nóng tay. Nhưng thật sự là với cái mức nhiệt độ mà Xiaomi tối ưu thì nó không hề quá nóng các bạn ạ. Nếu mà con này lên ở cái mức 5 mấy độ thì thực sự là nó sẽ muốn nổ tung luôn. Về option cấu hình ấy, thì K50 Gaming có rất nhiều option cấu hình để chúng ta lựa chọn. RAM, ROM các kiểu thì các bạn có thể là lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình. Thấp nhất là 6128. Và mức giá của em nó thì sẽ loanh quanh từ 11 triệu. Và với em này thì thực sự là với những trong cái trải nghiệm sử dụng hàng ngày của mình thì gần như cũng chẳng có bất cứ một sự giật lag nào. Chơi game anh em có thể chơi những tựa game như là PUBG Mobile, Genshin Impact các kiểu thoải mái luôn. Và em này thì có những tính năng hỗ trợ cho phần gaming rất tốt. Ví dụ như các bạn gạt qua thì nó sẽ bật cái game Spy lên, và game Spy của con Redmi K50 Gaming này thì chúng ta có thể là tùy chỉnh được rất là nhiều thứ ở đây. Ví dụ như là game Turbo này, in-game shortcut này, performance này, rồi rất là nhiều thứ khác. Và đây, khi các bạn vào sâu hơn vào bên trong game thì các bạn sẽ có ở đây là một cái phần để có thể chúng ta tùy chỉnh sâu hơn những tính năng liên quan đến phần gaming. Ví dụ như là phần cast này, turn off stream này, record này, rồi restream start này, vân vân, nói chung là cực kỳ nhiều. Về cái khoản game space cũng như là cái phần game turbo thì chắc là mình không cần phải nói quá nhiều đâu. Khả năng chơi game của em này thì quá best joy rồi. Nhưng mà có một cái điểm mà mình hơi chê. Chê ở đây là khi mà so sánh với Black Shark thì con này cùng là dùng cái phím bấm vật lý, nhưng mà phím bấm vật lý của nó không được sướng bằng so với Black Shark. Mình nghĩ nó chỉ được khoảng tầm 7 phần thôi. Cảm giác như là bấm vào thì nó không được nó không được smooth bằng, nó không được mượt bằng. Và cái này thì các bạn dùng Black Shark và các bạn dùng K50 Gaming các bạn sẽ biết. Nhưng mà đây vẫn là một cái phím bấm vật lý mà mình thấy rằng là có được cái trải nghiệm rất tốt. Tốt hơn so với cái việc là mình bấm cảm ứng nhé. Đó là theo quan điểm cá nhân của mình. Đến với phần pin, con này 4700mAh. Một cái viên pin mà không phải là quá trâu, nhưng mà cũng đã trâu hơn so với thế hệ trước là K40 Gaming. Và con này thì chỉ mất 17 phút để sạc đầy viên pin 4700mAh mà thôi. Tại sao nó lại có thể sạc nhanh như vậy? Tại vì các bạn là em này có sạc nhanh 120W Duo, nên là cái việc là sạc trên em này phải gọi là quá easy luôn. Anh em nào mà chê con này không có jack cắm tai nghe để vừa sạc vừa chơi thì anh em không cần phải quan tâm. Tại vì gần như chúng ta cắm sạc 15 phút, 20 phút đã quá đủ thời gian, đã quá đủ pin để chúng ta có thể chơi game rồi, mà không cần căn tăn đến cái việc là vừa cắm sạc vừa chơi làm cái gì. Nhiều anh em mà dùng iPhone thì nên cân nhắc ở cái điều này. Rồi, đây là những gì mà mình có thể là chia sẻ cho các bạn về con Redmi K50 Gaming. Con này thì có rất là nhiều những cái vấn đề mà mình đã chia sẻ với các bạn. Ví dụ như phần mềm chưa có tiếng Việt và một vài thứ khác thì mình cũng đã chia sẻ đến cho các bạn rồi. Còn với con này thì cũng có rất là nhiều những cái điểm cộng. Ví dụ như là chúng ta sẽ có một chiếc máy có thiết kế đẹp, gaming thật sự luôn. Chúng ta sẽ có một con máy mà có được một cái màn hình khả năng hiển thị cực kỳ tốt. Hiệu năng tuy là bị bóp một tí xíu nhưng mà vẫn rất là mạnh. Pin thì 4700mAh cũng đủ trâu và quan trọng nhất là sạc cực kỳ nhanh. Ok, các bạn nghĩ sao về chiếc máy này? Với mức giá có khoảng tầm là 11 triệu, anh em có quất chiếc điện thoại này hay không? Đừng quên comment để lại cái nhận xét ở ngay phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye!